Xin tới bài da chị với một nút nhạc. Hello hello, lại là Bi đây. Thời gian skincare sau một ngày dài mệt mỏi là thời gian mà Bi thích nhất đó mọi người. Với cường độ makeup thường xuyên và làm việc ngoài trời dày đặc thì da cực kỳ là dễ bị tổn thương và kích ứng. Vậy nên Bi thường xuyên sử dụng mặt nạ B9 tái sinh tế bào da này mỗi buổi tối nè. Đây là em mặt nạ Bio Hyaluronic Face Mask. Em này có khả năng cao trong việc bổ sung lợi khuẩn, tăng cường đề kháng giúp cho da khỏe mạnh hơn, giảm ngay mẩn đỏ và kích ứng với vitamin B9, giúp loại bỏ hoàn toàn nguy cơ tăng sắc tố sau khi điều trị. Và đặc biệt nha, em này còn giúp làm trắng da và ngăn chặn loại bỏ các sắc tố của da nữa đó. Nè nè mọi người, có cái chất nè siêu đã luôn đó nha. Ngoài ra thì những bạn nào mà đang thực hiện những cái chương trình là build da nào hay là xâm lấn da bằng công nghệ cao thì mọi người sử dụng em này sẽ giúp phục hồi da rất là nhanh luôn đó nha, giúp đánh thức làn da mệt mỏi. Em này thì cực kỳ là lành tính, có khả năng kháng viêm, chống dị ứng và chống kích ứng cho da nữa, cho nên là mọi người có thể hoàn toàn yên tâm nha. Đặc biệt là em này còn giúp bổ sung HA thủy phân rất là tốt luôn đó. Sau khi làm sạch da mặt thì mọi người hãy bôi một cái lượng vừa đủ khoảng 3 độ đen lên trên mặt như thế này là mát ngủ. Vậy là có thể yên tâm đi ngủ rồi ha. Còn nếu bạn nào đang muốn điều trị phục hồi da khi có tình trạng viêm nhẹ, kích ứng, tổn thương, thâm mụn thì có thể bôi một cái lượng mát dày hơn khoảng 5ml để tầm 30 phút và rửa sạch lại với nước trước khi đi ngủ nha. Đó, bí quyết cực kỳ đơn giản nhưng mà sẽ giúp tế bào da chúng ta tái sinh một cái cách hiệu quả đó nha. Bí quyết đây rồi, link Bi để ở trên bio, mọi người nhớ tham khảo nha. Bye bye.